Chị là ở đâu vậy chị? Chị ở Hà Nội vào. À, em nghe giọng chị là em cũng nghĩ chị Hà Nội, nhưng mà sao ở Hà Nội, nếu mà chị cũng có rất là nhiều cái trung tâm cũng như là BBM cũng có ở Hà Nội đó chị, sao chị lại lặn lội vào đây? À, tại vì là con của chị nó làm việc ở đây, thế thì hôm nay chị vào đây là con chị nó dắt chị đến đây đấy. Tại vì nó cũng bảo mẹ là mẹ nên đi làm đẹp đi, bây giờ không còn vất vả nữa, tại sao không làm đẹp? Đúng rồi, Đấy. thế hệ chị em mình 6X rồi 7X rất là vất vả đó, bây giờ phải tận hưởng thôi chị. Thực ra chị mang thấy cái chất da chị cũng rất là tốt, chỉ có điều là có những cái nếp nhăn rồi đồng thời là cái da của mình nó hơi sạm một tí. Thì Đúng. mai mời chị làm công nghệ anti-aging cũng như là nano collagen để có thể là tăng collagen, tăng elastin từ sâu dưới da cho mình trẻ hóa. Ha chị ha? Trước khi mình đi làm đẹp, mình vui vui một tí thay đổi không khí. À, con gì mua xong rồi mình trả lại? Con gì mua xong trả lại? Một. Chị nghĩ là không có con gì mà mua xong trả lại, mà chỉ có sắc đẹp thì sẽ đẹp mãi mãi. Cảm ơn chị. Thực ra đây là câu hỏi đố vui là con cá hồi á chị. À, vì hồi lại mà. Cảm ơn chị nha. Thế chị cứ nghĩ là em đố mẹo nên là chị lại nghĩ sang cái đặc khác. Dạ, rồi thôi bây giờ em may mời chị đi soi da để bắt đầu mình sẽ cùng tiến trình làm đẹp chị ha. Tất cả chị em phụ nữ mình thì ai cũng muốn làm đẹp đúng không? Và nhất là ở cái tuổi trung niên này thì càng cần phải làm đẹp hơn, sẽ có một làn da tươi trẻ, đẹp và mình sẽ tự tin trên những con đường mình đi và những cái công việc mình phải làm.